cho con có phải tất cả vị Phật quá khứ, hiện tại và tương lai đều giảng giáo lý giống nhau đúng không? Ví dụ giới luật và thiền định cũng giống nhau. Khi mình nhắc đến danh từ thế tôn là đang chỉ cả Phật quá khứ và tương lai đúng không? Đức Phật Gautama dịch sang tiếng Việt là Phật Bổn Sư đúng không? Thì, sư trả lời trước không? tất nhiên là đức chư Phật tam thế Phật đều giảng cùng một giáo lý nền tảng chứ không phải giống bài kinh từng bài kinh nha thí dụ không phải nha nên nền tảng giáo lý còn à à, à, à còn đức Phật Gautama à, đức Phật Gautama cái chữ Gautama đó là dòng dòng họ của ngài tàu là cụ đàm còn thích ca đó là cái chữ sắc giá nha mình lộn á má là, là 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 dòng họ còn thích ca là cái cái tờ cái tộc tộc thích ca gia gia tộc á còn mình lộn rồi đó, chữ gô má không có dịch thành không có dịch thành 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 thích ca được mà mình không phải tới đó cũng không phải dịch tiếng việt nữa mà tàu âm cũng như cái chữ cái chữ bằng hậu bằng hậu hoàng hậu của ông vua um, Bimbisara đó hoàng hậu Malika đó tàu âm là mặt lợi dịch ra nghĩa tiếng Việt là hoa lại còn cái chữ Otama không có dịch ra tiếng Việt được cho nên không biết dịch nhưng mà tàu âm là là, là mình đang nghe nói Đức Phật Cồ Đàm Uhm, còn một cái là cái thiền á thì uh, nó giống nhưng mà giống về cái nguyên lý nha tức là không thể nào mà mình bắt là đức thế tôn là phải uh, coi như giống như một cái máy photocopy được không phải cái cách diễn đạt á, thì nó uh, nó khác nhưng mà cái nội dung á thì nó giống nhưng mà riêng về giới luật á thì uh, chỉ giống ở năm giới thôi còn đó đó là dành cho cư sĩ và bác quan trai giới cũng dành cho cư sĩ, còn tỳ kheo giới đó thì không phải thời kỳ đức Phật nào cũng chế định. Có thời kỳ đức Phật có chế định, có thời kỳ đức Phật không chế định. Nha, yeah. cái lý do thì quý vị tìm hiểu trong tạng luật. Tại vì chế định là chế định cho phàm chứ còn mà thánh thì không có cần chế. Đấy. Rồi hơn nữa, chế thì cũng đụng việc mới chế chứ không phải là chế trước. Ừ. À, còn một cái à, nữa đó là bây giờ bổn sư thì bây giờ quý vị hỏi là bây giờ phật bổn sư thì bali cái từ gì thì thưa với quý vị đó trong cái câu mà nam mô tassa đó thì nó như thế này nè ở thời đức phật á, có một cái ông ngoại đạo ổng cũng đòi ổng cũng lấy cái tên là phagavato cho nên á, là đôi khi mà chưa tăng nó là tất xá phái cao tô tức là cái okay, thế tôn đó tức là thế tồn của tôi đó tức là cái, cái bậc đạo sư của tôi chứ không phải cái ông chứ không phải là ông ngoại đạo kia à, chính bởi vì như vậy chúng ta nếu mà dịch theo tiếng việt bây giờ các ngài dịch á, là tôi tin thành kính làm lễ đức phá cao qua đó cái đó, đó, là cái cho cái từ tác xá là chỉ cho anh ấy anh ấy à, À, còn um, uh, bổn sư tức là thầy của tôi thì nó cái kiểu hán thì họ cũng dịch như vậy đó nha mang ý nghĩa tương đương không tập, không? À. <laughs> uh, nói chung là sao cũng được tại vì có trong kinh mà có chỗ gọi ngài là sắc giá có ngài gọi gọi ngài giá, là uh, gô tập À, uh, Gautama cũng là ngoại đạo gọi nha đệ tử mình không bao giờ gọi ngài là Gautama ta má giống như là cái tên tộc của ngài đó à, cái kiểu là mình tôn kính mình kính trọng mình kỵ húy đó, thì có khi là mình tránh cái kiểu như vậy đó cho nên à, sẵn thì nhắc luôn là trong kinh đó, chỉ có ngoại đạo mới gọi đức thế tôn là Gautama ta má thôi Tôi gọi là sa môn cù đàm đó. còn mình đó, mình gọi cái gì à, mình gọi là đức thế tôn tức là đức uh, pha